Ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay mình có một cái gói sticker nè các bạn. Thực ra cái này cũng lâu rồi nên là mình cũng không nhớ mình đặt cái gì nữa. Nhưng mà chỉ nhớ là sticker thôi. Giờ mình sẽ mở ra nha. Để từ từ mở mà cuối cùng là quên luôn đó các bạn. Đây, ở đây thì có rất là nhiều cái sắp sticker. À đây là shop có tặng cho mình những cái nhỏ nhỏ nè các bạn. Đó, có hình những chú mèo đi biển rất là hợp với lại mùa hè luôn nè. Uống nước dừa, đó, nằm phơi nắng. Đây là chó, chó đó. Ủa sẽ có lọt một em kỳ lân ngồi đây nha. Trời dễ thương các bạn, chó biết đọc sách rồi đội mũ Noel nữa mới chịu nha. Đây thì cũng là mèo tắm nắng bãi biển. Trời ơi, chơi bóng chuyền rồi ngồi thuyền rồi như là người luôn đó. Còn đây là những tấm mà mình đã mua, là những cái chú cún dễ thương nữa các bạn. Đây là chú cún học võ nè, chú cún đang nằm đó bụng thèm xương, là cún dễ thương, cún kỳ lân ăn cắp két. Còn đây là cún mà đội cái nón của khủng long đó các bạn. Đây là cún đi câu cá, cún ăn mì mà đội nón lá nữa, là giống như ăn mì Việt Nam đó. Đây là cún đang nằm, cún đi toilet. Đây, những cái chú cún rất là dễ thương, mình trang trí một góc tập cũng rất là đẹp cho cuốn tập của mình đó. Đây là panda, panda gấu trắng và gấu nâu trong phim Quy gì ta, Quy Bé Bé. Đây là trà sữa gấu nè các bạn. Đó, các bạn thấy dễ thương không? Trời ơi, mình thích cái này quá nè. Trong đây thì mình thích nhất là gấu trắng đó nha các bạn. Đây là Among Us nè, rồi thật sự là lâu lắm rồi mình mới có thể là nhớ lại, mặc dù mình không có chơi game này nhưng mà mình vẫn là thích. Đó, có những con thì rất là đặc biệt. Đây, con này như mặt đầm vậy đó các bạn. Này mặt vest nè. Đó, này là macaron nè. Đó, này là có một cái tóc màu vàng chuối luôn. Rồi cái gì đây? Các bạn ơi, giống như một cái kem cắm lên đầu vậy á. Đây là về Giáng sinh các bạn. Ủa, hôm nãy này mình mua từ Giáng sinh người ta. Đó, những khay thông, rồi những cái đồ trang trí. Ông già Noel, người tuyết, gấu tuyết và kẹo nữa. Rồi nhớ Noel các bạn, còn nửa năm nữa mới tới Noel. Đó, đây bên đây thì có những cái ngôi nhà bánh gừng nè. Rồi những cái bao tay, nến, ấm trà, mùa đông hay là những gói quà đó. Trời, rất là dễ thương luôn. Cái này mình sẽ đợi tới Noel rồi mình trang trí ha. Đây các bạn ơi, đây bây giờ mình sẽ chia tài sản nha. Cái này là những cái chú mèo bãi biển thì Khánh Linh thích nè. Chó này Khánh Linh cũng thích luôn nè. Khánh Linh mới coi cái tấm hình về chó đọc sách luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho Khánh Linh cái này. Rồi có hai tấm Giáng sinh nè, thì mình sẽ tặng cho Khánh Linh ngôi nhà bánh gừng này nha. Mình lấy cái này đó. Rồi Khánh Linh là có chơi Among Us nè. Đây là đây, cái này là có Among Us chết chuối. Chắc Khánh Linh thì rất là mê chị Jenny đó nên mong là Khánh Linh sẽ thích nha. Còn đây là con chó này. À đây, mình có nguyên bộ sưu tập về cái bé cuốn này luôn nên là mình sẽ lấy. Rồi mình cũng coi cái phim này nữa. À thôi, cái này hai chị em mình sẽ xài chung đó. Đấy, giờ sẽ đưa cho Khánh Linh nha. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's. Không dữ vậy? Mua nha. Ủa trong này con có mền không vậy? Ồ, chính xác mền. Chính xác luôn. Có mền. Ok, mua. Cái âm hình, chụp hình. Đây là cái đồ đeo tay. Mua dây nhảy dây kìa tay. Con này. Hello chip chip. Con ha, nó mềm lắm luôn á. Trời ơi, ở chỗ này. Ủa, con này mập quá. Con này mập quá. Con này mập quá. Trời ơi. Trời. Hello. Sao bự vậy? Bự quá. Sao bự dữ vậy? Gì? Bự đầu á, đi được rồi nè. Đây là bánh bèo. Chả cá. Mình đâu? Đâu? Nhập tiền.
Lên nào. Tính mắt ra nhìn. Sống lên rồi.